Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, phiên bản lớp hạnh phúc là lựa chọn. Và trước khi chương trình bắt đầu, Quốc Thuận xin cảm ơn nhà đồng hành cùng với chương trình Sửa Lớp với thông điệp hạnh phúc là lựa chọn, chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Em không nghĩ là ở ngoài đẹp trai hơn trong hình. Tối hôm đó là mình ngỏ lời, mình mến nàng, mình muốn tìm hiểu làm quen với nàng nhiều hơn. Em nói em ôm anh cái tạm biệt được không? Dạ, cái ảnh nhào tới liền luôn. Không chờ có nhiều. Mới đầu mình hôn nhẹ nhẹ đó, không lâu lắm. Từ từ cái gì nó cũng phải từ từ nó mới nhừ. Ông ăn mặc có duyên nha, có duyên nha. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện hạnh phúc đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Không biết là có ai đó nói là hai người có gương mặt giống nhau không? Dạ có. Có đúng không? Đó. Giờ mời hai anh chị giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân và anh Vũ Thuận. Dạ. Em tên là Võ Duy An, danh là Andy Võ. Mình sinh năm 1976. Công việc của mình là chủ doanh nghiệp nhà hàng Nhật. Mình ở bên Na Uy, mình về đây kinh doanh. Chắc là lấy vợ rồi về đây làm việc đúng không? Mình lấy vợ, bảo lãnh vợ qua đó. Rồi bây giờ mới về đây giúp gia đình kinh doanh. Tức là em về đây là hồi năm em bao nhiêu tuổi? Mới về trước dịch đó chị. Bây giờ mời chị An giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trung Mỹ Hảo. Hiện là em làm phó giám đốc chủ siêu thị thực phẩm Hà Hiền. Em sinh năm 1986. Hiện giờ vợ chồng em ở quận Bình Thạnh. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Thưa là tụi em cũng quen qua mạng. Tức là em nhắm đúng cái đối tượng này hay là em còn nhiều bạn khác? Những người này không hiểu thì mình tìm những người khéo. Nàng khéo dễ sợ luôn. Anh gặp chị là bắt đầu là anh kết liền đúng không? Chính xác, tiếng sét ái tình đó anh. Đẹp quá mà. Gặp trên mạng là đã bị tiếng sét ái tình. Nó chưa sét mạnh lắm, nó hơi yếu. Mình gặp rồi mới mạnh dữ. Là khi mà em nhìn thấy ảnh avatar của ảnh đó, thì em thấy có ấn tượng về anh này không? Dạ, ngắn gọn một từ thôi là người yêu trong mộng. Bắt đầu gặp mặt ở ngoài đời là lúc đó như thế nào nè? Dạ, nói chuyện cũng có lẽ là cũng cả năm á. Cả năm? Rồi mới về đây du lịch. Nàng bận rộn lắm, tới 9-10 giờ tối mới nhận lời gặp mình. Nàng tới mở cửa ra nhìn cái là tiếng sét ái tình. Em muốn xỉu. Em muốn xỉu luôn đúng không? Mà cũng không dữ liền. Mà cũng kêu xa y như vậy đúng không? Bước vô y tướng lưng thẳng đứng. Ông này cũng đâu có vừa đứng lên một cái người cao 1m8 mấy. Rồi đó, đúng không? Vậy. Rồi ở đâu phải tướng như em đâu. Em bước vô thấy một người thanh niên gì đi ra mở cửa cho mình, lúc đó em sao? Em không nghĩ là ở ngoài đẹp trai hơn trong hình. Tối hôm đó là mình ngỏ lời, mình mến nàng, mình muốn tìm hiểu làm quen với nàng nhiều hơn. Rồi. Thì đó, thì nàng nghe mình tỏ tình kiểu đó là hiểu rồi, hiểu là mình muốn tiến tới rồi. Nàng ngồi cười suốt. Nàng thấy vui quá, nàng cười hoài. Anh nói thì mình gật đầu. Với lâu lâu là em có cảm giác giống như tim mình nó bị ngừng đập á. Nó bị lỗi á. Đúng rồi. Dạ, mà hồi đó em tưởng cái đó chỉ có trên phim thôi. Mà em không nghĩ là em cũng bị y vậy. Bữa đó anh mặc đồ sao hả? Dạ, lúc nào cũng là xói ca sơ mi trắng. Sơ mi trắng quần tây hay quần jean? Dạ, quần tây luôn. Quần tây sơ mi trắng. Em mà phải là tay dài nha. Rồi đêm đó rồi, chàng có đưa nàng về luôn không? Dạ có chứ. Về nhà. Làm sao thiếu sót phần đó được. Một cái ôm ấn tượng nhớ mà cũng quên rồi. Sao hả? Em chủ động. Em chủ động. Em nói em ôm anh cái tạm biệt được không? Dạ, cái ảnh nhào tới liền luôn. Ảnh nhào tới liền luôn. Không chờ có nhiều. Trong mình đèn xanh mà. Mà ổng là cao hơn Hảo rồi. Có hôn lên trán nhẹ cái không? Hôm đó mình cạ má thôi. Chưa hôn môi quá. Chưa hôn môi mình. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu có nụ hôn đầu ngày tiên? Hôm sau liền. Hôm sau chứ bao lâu? Em phải hỏi như vậy. Du lịch được có một thời gian ngắn ngủi. Mới đầu mình hôn nhẹ nhẹ đó, không lâu lắm. Từ từ cái gì nó cũng phải từ từ nó mới nhừ. Ông ăn mặc có duyên nha, có duyên nha, kể chuyện có duyên lắm á.
Rồi. Rồi vậy là lần đó em về em ở đây được bao nhiêu lâu? Một tháng chị. Tháng. Được có một tháng thôi. Em ơi, nhưng mà chị đảm bảo cái thời điểm đó một tháng của em nó cũng giống như là chừng vài ngày thôi. Chính đúng xác, không? Chị. Nhanh quá. Quá đúng nhanh xác. Luôn đúng không? Em hẹn hoài mà đâu có cho em cái cuộc hẹn. Chọn vẹn còn có 3 ngày cuối đó. Ủa? Mới gặp nàng. Có nghĩa là vì bạn này bạn về được có một tháng thôi, nhưng mà 3 ngày cuối cùng trước khi em về nước thì em mới gặp được nàng. Yeah. Thành ra là mọi chuyện nó xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng 3 ngày thôi. Có 3 ngày để mà gặp cái con người này, rồi xong rồi anh đi về mất thì lúc đó em ở lại thì em sao? Nhớ. Em có thấy tiếc cho 27 ngày trước không? Dạ, nhưng mà em cũng tin là chắc là anh sẽ quay về kiếm em. Mình suy nghĩ cũng khá nhiều về cái mối tình này, làm cho mình thấy rung động, mình cảm thấy phải lưu luyến nhớ tới người này. Nên về là bắt điện thoại gọi suốt, nói chuyện suốt. Sau đó có thư với ba mẹ, con mới quen một người con gái, con thấy rất là ưng. Xin phép ba mẹ cho con làm quen với người này nhiều hơn, không chừng là ba mẹ về xin cưới giùm con. Ba mẹ nói sao? Bất ngờ lắm. Sao mà nhanh vậy con? Ba mẹ có lo lắng gì không anh em? Dạ có làm gì. Còn điều này nữa, tại vì mẹ anh là ở nước ngoài, là cũng đẹp trai nè, vừa kêu nữa, họ về đây lại quen với một cô gái, để anh có lo sợ là anh về đây rồi anh bị coi như con gái lừa không? Cái điều đó đó anh, mẹ của mình lo lắng điều đó nên mẹ bút vé về Sài Gòn tìm cô bé này để gặp cho mà tìm hiểu. Mẹ về một mình. Về một mình. Không có về với em. Đó là sao đọc cả cho nghe hả? Dạ em rất là hồi hộp. Dạ với là cũng hơi sợ sợ. Dạ thì hôm đó mẹ đi chung với một người bạn thân của mẹ nữa ra gặp em. Nhưng mà sau khi trò chuyện á thì em xóa bỏ cái suy nghĩ ban đầu. Có ấn tượng ban đầu thì thấy mẹ hơi khó tính. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc á thì em lại có một cái suy nghĩ khác là thấy mẹ rất là tốt. Và mẹ rất là quan tâm đến con cái. Bao lâu thì anh em mới quay trở lại để mà tính đến chuyện dài lâu chứ hả? Là mình cũng thừa dịp Valentine mình đặt vé về gặp nàng để đi chơi. Lúc quen là tháng 8, 6 tháng 6 quay về. Tháng 2 đó. Mình về đây 3 tuần. Mình tìm hiểu nhiều hơn nữa. Sâu hơn. Sau đó em về lại Na Uy đó thì em mới thưa với ba má chắc chắn người này là hơn nữa của đời con. Lúc đó thì ba mẹ mới nói chuyện với lại ba mẹ của Mỹ Hảo. Mới sắp xếp là về lại Việt Nam gặp hai bên gia đình gặp nhau. Ảnh một người rất là lãng mạn. Dạ. Rồi lúc mà quen nhau thì thường xuyên tặng hoa cho em. Rồi với lại em ấn tượng là ảnh rất là quan tâm, mà quan tâm đến chi tiết luôn. Cái hôm mà hẹn hò lần đầu tiên ấy là em nói với ảnh là em thích uống nước cam không đường không đá, là một xíu nữa là hết ly đó là có ly tiếp theo, và tiếp theo vậy là tổng cộng 3 ly. Thấp luôn đúng không? Chị muốn hỏi cái thời gian mà em ở bên Na Uy á thì là công việc của em ở đây như thế nào? Chắc cái chuỗi hạt chuỗi của em là em phải từ trước khi quen ảnh rồi đúng không? Dạ có. Chuỗi siêu thị đó là của gia đình. Dạ thì lúc mà em đi thì là có sự tiếp quản của chị ruột của em. Dạ. Đó, rồi em ở Na Uy bao lâu? Dạ cũng gần 10 năm á. 10 năm hả? Dạ. Sức khỏe tốt bắt nguồn từ việc uống nước tốt. Ủa vậy là các bạn quen nhau là bao nhiêu năm? Cưới bảo lãnh qua ở tới thời điểm này là 10 năm. Lúc quen tới bây giờ là hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm, năm rồi. Bây giờ hai bạn có con chưa? Một bé. Rồi, một bé trai 7 tuổi. Bé trai. Dạ. Trời ơi. Rất là viên mãn luôn. Dạ. Giờ là quyết định là ở đây mừng ăn rồi đó đúng không? Dạ đúng. Dạ. Cái này bạn nói thêm là một cái sự cơ duyên rất là vô tình thôi. Tại thực ra vợ chồng em cũng chưa có tính về Việt Nam ở luôn đâu. Cái hôm dịch vừa rồi á là năm 2020. Cái tụi em về thì tất nhiên là chưa, lúc đó chưa có dịch, chưa không hề biết gì hết. Xong cái vợ chồng em về tính là ăn đám cưới của bà chị ruột em thôi. Là và em nhớ lúc đó là khoảng tháng 3 nữa. Cái em nhớ là lúc đó em đi theo, em đem chỉ có 3 bộ đồ thôi. Trong vali của em là toàn đồ cưới của bà thôi. Rồi xong em trước đi em bye bye hàng xóm rồi cái kiểu tôi đi 3 tuần tôi về nha. Nhà cửa xe cộ tôi giao lại, có gì bà coi chừng giùm tôi nha. Kiểu rồi xong cái đùng cái em nghĩ là cái
Dạ, chúng dịch cái em không nghĩ là cái kỳ holiday của em nó dài đến thế luôn. Tới giờ luôn. Dạ, tới giờ luôn. À nhưng mà con về theo luôn đúng không? Dạ đúng. Trời ơi. Cũng rất may là lúc đó cả gia đình đều về hết để ăn đám cưới của chị em. Chứ không là bây giờ là hai chồng đây là nhỏ còn bên kia với ông bà nội. Bây giờ là hai vợ chồng có ý định á là cả gia đình quay về Na Uy lại không? Chắc về là về mình du lịch thôi em. Về chơi thôi, đã là bạn ở đây rồi. Giờ tới cái phần khui đi. Đó, khui những cái tật xấu đi ha. Đó. Mình thấy ảnh rất là điềm đạm, một người rất nhẹ nhàng, say đắm. Vậy thì không biết có cái tật xấu gì không? Chính vì ảnh quá nhẹ nhàng á, giống như có dòng sông mà nó bình lặng êm ấy. Đềm dạ, mà em thì thuộc là thích người sôi nổi. Hay là em thích cái gì nó drama một chút xíu. Em lâu lâu cái em chọc thử, em chọc coi cái cảm xúc của ảnh nó có lên xuống, giật lên giật xuống không, vậy nó mới thú vị. Rồi có không? Dạ cũng có, nhưng mà rất hay. Sau khi lên quá độ rồi lại đi xuống lại, nó vẫn như một tờ giấy bằng phẳng như thế. Chứ em cố tình em chọc anh thử coi sao, trong cái lúc nóng giận nhất nhưng anh vẫn giữ được một cái gọi là phong độ là mãi mãi luôn á anh. Mà nhiều khi có đôi khi em tự em hỏi mình là em đã hiểu hết chồng em chưa. Cuộc sống bên Na Uy á nó bình lặng lắm, đúng rồi. Không có sôi nổi như chị này mong đợi. Thì mình sống cái nếp sống mình nó quen rồi. Mà nè, anh hiền nhưng mà anh có khó tính không? Có kỹ tính không? Dạ có luôn. Cả hai anh Quốc Thuận nó đều có hết. Chi tiết từng mỗi cái luôn. Ví dụ như là hôm nay em bận đồ gì là anh quyết định luôn. Ví dụ như mình không làm theo ý ảnh thì sao? Thì vẫn giữ một thái độ đó, tức nghĩa là không có gì là quá mức hết. Dạ, nhưng mà sẽ nói góp ý. Nói đến ý. Khi nào mà em đồng ý thì dạ, thôi ha. Rồi, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà phải làm theo ý đúng của rồi. Anh. Dạ. Em có muốn anh thay đổi cái gì không? Dạ, em có sôi nổi lên, đi chơi với em nhiều hơn. Đi chơi à? Không có nhiều như là cô ấy mong đợi. Thực ra là mỗi người có một cái kiểu á em. Giống như chị cũng vậy. Chị không có thích đi chơi luôn á Bin. Không có thích cái gì ồn á. Dạ giống chị không thích. Dạ. Bây giờ em chỉ muốn ảnh cởi mở lên, ảnh năng động lên. Dạ. Đúng không? Dạ. Ảnh, dạ. Đúng em không? Có mong muốn là ảnh gây lộn không? Dạ đôi khi có luôn. Em chọc cho thử hai chồng gây lộn cho nó vui. Mà không gây. Mà vẫn không gây lên được cao điểm nha. Dạ vẫn giữ kiểu đó. Cái xong nó hơi cái em xìu xuống, nó hơi nghỉ luôn đi. Thôi dẹp luôn đi, mà dạ. Không vui. Dạ đúng rồi, không vui nữa, thôi nghỉ đi, nghỉ khỏe. Hy vọng là sau một thời gian anh ở Việt Nam, anh có nhiều những mối quan hệ bạn bè, anh sẽ gặp gỡ, mới đầu là từ ở nhà em đi, gặp gỡ rồi từ từ anh sẽ hòa nhập vào cuộc sống. Rồi bây giờ tới Mỹ Hảo đó, anh có điểm nào ở Mỹ Hảo mà anh em chưa có vừa ý hay không? Thì cũng có nóng tính như em mới vừa. Nhưng mà cái lúc mà cổ nóng tính lên thì cổ thể hiện như thế nào? Thì nóng tính thì ai cũng vậy anh chị ơi. Có quát, có la, có lớn tiếng không? Thì nóng tính thì ai cũng đâu đó đó. Đâu đó đó. Thấy chưa? Lớn tiếng này kia vậy đó. Lời qua tiếng lại thì mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Thấy chưa? Em trân trọng điều đó. Chúc mừng anh chị đã lựa chọn yêu thương, lựa chọn hạnh phúc, cho nên các chị đã có đồng hạnh phúc tuyệt vời như thế này. Yeah. Lại cảm ơn hai em đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị Mỹ Hảo. Cô này cũng ham chơi. Ok, kêu là em còn trẻ mà thôi đừng để cho em mang mát là có gì có chồng. Chồng ảnh mới hỏi. Bộ em tính chơi anh xong anh bỏ rồi. Cô chú nhìn sạch sẽ đúng không? Yêu xa không bao giờ tắm. Con nhắc có mấy tắm. Ở tắm hả? Thì cái con nhớ đó là lần đầu tiên á mà anh nói con à, em ơi giờ mình mất hết rồi. Anh khóc. Đó là lần đầu tiên con thấy anh khóc á. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Chào em. Chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Dạ con cũng chào cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Trung, làm marketing, đồng thời làm quay phim cho cô dâu. Con nhiêu tuổi rồi? 35 rồi. Sao con trẻ dữ vậy? Em bạn gái. Con tên Duyên, giáo viên về phun xăm và con đồng thời là YouTuber ạ. Cơ duyên nào mà đưa đẩy hai đứa gặp nhau? Thời điểm đó là con có quen hai người bạn, qua nhà hai người bạn để mà tư vấn làm marketing thôi. Làm xong việc rồi thì cô vợ của bạn á rồi thì, sao? Mới gọi cho Duyên kêu là ê bà, có ông này làm marketing hay lắm, qua đi. Con đang trong thời điểm thất nghiệp, con mới nghỉ việc ở học viện, lúc đó đang ngủ trưa, mắt nhắm mắt mở mà con nghe điện thoại alo, cái gì vậy bà?
tôi có quen ông này làm marketing này, bà qua đi. Con nghĩ là phải gặp trai đâu, con nghĩ là công việc thôi. Nếu phải là mai đúng không? Với cái đầu tóc thì nó buồn xù, rồi mang cái đôi dép thì nó rất là xấu luôn. Con không có đăng điểm gì hết á. Nhưng mà gặp anh ấy thì có ấn tượng gì với cái bề ngoài của anh ấy không? Dạ cũng bình thường thôi, cũng gì hết. Nói công việc với nhau có hợp ra không? Thì... ngay từ đầu là hợp luôn. Dạ. Và đến khi nào thì Trung mới có cảm tình với cô gái này? Em thì ngày hôm sau luôn. Em thì ngày hôm sau. Em nói là chốt đơn luôn đó. Qua ngày hôm sau mà. Đâu, tức là phải chốt đơn thì mới có cái ngày hôm sau. Đúng chứ. Qua... ban đêm chứ không phải là ban đêm. Có cảm tình hả? Ban đêm là. Còn ban đêm nữa mà chú. Không không, hồi nãy tại vì các bạn nói là lần đầu tiên gặp nhau là không có gì, không có để ý nhau đó gì là cả. Đó là cái ánh mắt nhìn đầu tiên. Nhưng mà sau đó tối hôm đó là. Dạ, có đi từ buổi trưa tới buổi tối luôn. Nhưng mà cái điều gì ở cô gái này mà con thú vị ở cổ? Cái quan trọng nhất là ngay từ ban đầu luôn là con hỏi cổ là về công việc. Anh hỏi con, ba con hỏi. Cái là con thấy thích cổ luôn. Con mới hỏi là cái nghề này đối với em á, là em có thấy em thích, em có đam mê với nó hay không? Em thích hay đam mê? Câu hỏi thứ hai á, là nếu như mà có gặp khó khăn gì thì em có thật sự em có đi đến hết chặng việc hay không? Hay là bỏ ngang? Câu hỏi số 3 thì con hỏi cổ là em muốn trở thành ai ở trong cái nghề của mình. Sau khi nghe ba câu hỏi này là chốt đơn nè. Đó. Chốt đơn xong rồi á là quá một đêm dài ai về nhà nấy, thì đến sáng hôm sau chuyện gì xảy ra? Đêm hôm đó luôn. Đêm hôm đó. Trời ơi, làm gì? Ghê chưa Vũ Bảo. Trong ngày hôm đó là tụi con trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gặp nhau và chưa có ấn tượng gì. Giai đoạn thứ hai là anh họ ra tiệm cà phê và anh hỏi con ba câu hỏi đó. Và tới giai đoạn tiếp theo là tối anh rủ con đi ba. Là đi ba là chắc chắn là phải comment. Thì kêu cocktail rồi uống rồi mà xong cái thấy tự nhiên cổ ngà ngà luôn, trong khi uống mới có một ly cocktail. Con mới hỏi là giờ về khuya vậy có sao không? Xong cổ kêu là không sao hết, em ở có em lúc đó là chị với mẹ là quê về quê. Xong cái trở về sao nữa? Về đâu? Về nhà cổ. Lúc đó còn để đồ ở nhà. Để đồ nhà cổ thì lúc cổ giống đó. Giống dạng như mình vô men á. Đàn ông mà vô men cái tự nhiên không cổ cổ cúi xuống cổ nhặt đồ thôi, cái tự nhiên mình thấy kiểu cái dạng như là mình ôm cổ ngã. Còn có làm gì nữa không? Không. Lúc đó cổ mới kêu là không, nói chung anh về đi. Tới rồi xong cái rồi thôi cũng vậy. Hai người này á là bị say tình đó em. Em có thấy cái hiện tượng say tình không? Có tay mà say. Không, tại bé này nó không quen uống rượu bia. Nhưng mà nó nghe nè, ôm người ta rồi trước khi về rồi không có để lại một cái dấu ấn gì hả? Không có hôn nhẹ ăn cái hả? Có hôn môi đó, thấy chưa? Đó thì đó, thỏa mãn em chưa? Đó thì bởi vì em muốn biết thôi. Về nhà rồi nhà đấy ngủ thôi. Đúng thì rồi đầu thì giai đoạn ngày hôm sau thôi. Qua ngày hôm sau á, hôm sau thì không có phải tham, không có gọi gì hết á. Anh đóng quân nhà con bắt đầu từ thời điểm đó là đóng quân từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Mà từ quận 7 là ổng chạy qua tới bên Gò Vấp, thời điểm đó là con ở bên Gò Vấp á. Buổi tối đó thì có một cái trận bóng đá mà chồng con thì rất là mê bóng đá. Nhưng mà lỡ hẹn với bạn gái rằng là phải chở bạn gái đi chơi. Mà trên đường đi là ổng có nhìn hết tất cả những cái chỗ mà cà phê đó có bóng đá, nhìn cái kiểu dạng như mình mới lần đầu mình quen mà, không lẽ giờ em ơi vô coi đá banh không? Đâu được, cứ đi cứ nhìn nhưng mà cổ rất là tâm lý. Thôi anh ghé vô đi rồi em ngồi coi với anh, em cũng thích coi đá banh lắm. Coi đá banh xong hết trận là khuya quá. Rồi xong sao? Cái kêu giờ anh dậy quận 7 xa lắm. Giờ sao vậy em? Xong kêu không lẽ giờ anh vô khách sạn mình xong cho em về mình. Tại đối với con im thì thôi con làm tới luôn. Im là đồng ý. Con làm tới. Thôi như là qua đêm đó là chính thức quen nhau rồi đúng không? Dạ đó. Mà tụi con yêu nhau là được mấy năm? 3 năm rồi. Dạ 3 năm. Rồi có cái biến cố gì trong lúc yêu nhau không? Hay là nó cứ trơn tru, nó bình lặng như vậy? Tụi con có ra mở cái tiệm rồi xong sau đó dính dịch đó. Tiệm xăm á phải không? Tiệm phun xăm. Thì chắc chú biết là 3 năm trước rồi. Không biết nó tới mức nào rồi. Có nghĩa là dịch là tụi con kẹt ở đó luôn. Dạ. Kẹt. Rồi xong sau đó lại thứ nhất là mở tiệm rồi xong lại vướng tiền mặt bằng thì làm rồi xong sau đó lại làm một chút online thì nó có kinh phí. Có kinh phí để trang trải cái mặt bằng đó. Có thợ phụ không? Thật ra là lúc đó kinh tế con cũng chưa có tốt, chưa có phận. Con tự làm hết về tất cả luôn. Thời điểm đó chồng con làm cũng nhiều cái bên ngoài để mà phụ cho con tiền á. Rồi hai vợ chồng cứ làm xong sau một cái thời điểm cỡ tầm 2 năm mới phát triển á. Con mới thuê nhân viên.
Thật sự cái giai đoạn đó rất là khó khăn. Yeah. Vì các con có gặp một cái trường hợp gọi là bị bế tắc không? Khó khăn, không có tiền luôn á. Có một thời điểm là vừa mới khởi nghiệp, dạng tiền bạc mình cũng xoay hết cho tiệm rồi. Trong túi lúc đó còn, thật sự mà nói kêu còn 500 ngàn không ai tin luôn á. Không ai tin, xong lúc đó vợ con mới kêu là thôi anh cầm 500 ngàn rồi anh đi. Lúc đó con có nhận job á, quay ở ngoài. Thì anh cứ cầm 500 ngàn rồi đi săn xe. Bạn bè họ khinh luôn. Tức con khóc luôn. Khóc với chồng con đó, lần đầu tiên con khóc trước mặt chồng con á. Sau đó thì con có làm ăn được không? Và có gặp qua cái biến cố gì nữa hay không? Hai vợ chồng mới lập nghiệp rồi xong. Lúc đó là mình có tầm 100 triệu. Thời điểm đó là rất là quý luôn. Mới có một cái đơn vị giống dạng vậy. Có chứng khoán. Đầu tư. Xong con mới nghe, con mới thơm quá. Thấy được. Anh nó kêu con là trong vòng tuần là chốt lãi thôi. Thì con nghe, ồ, được ta không? Xong nguyên số tiền đó thì con đầu tư 70. Mất. Trắng luôn. Đó, nó lừa trong vòng một đêm mà mất trắng luôn. Khi mất rồi á, thì cái con nhớ đó là lần đầu tiên á mà anh nói con à, em ơi giờ mình mất hết rồi. Sao hết? Con nói là quan trọng á là mình có sức khỏe, mình còn cái công việc phía trước, mình có nhau, mình ở bên cạnh nhau. Còn tiền bạc á nó chỉ giúp cho mình hạnh phúc hơn thôi, chứ nó không phải là cái thứ mà nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Anh đòi là đi tới cái chỗ đó anh làm cho ra lý lẽ đó. Mất á, người ta đã lừa thì đã mất rồi. Mình đừng có tới đó nữa. Giờ anh ở đây đi. Anh hỗ trợ em, anh quay clip cho em đi. Và chưa đầy 2 tháng con đã lấy lại được gấp 3 lần số tiền đó. Sau khi nghe con nói những câu đó anh có khóc không? Anh khóc, đó là lần đầu tiên con thấy anh khóc á. Sao không? Có một cô bạn gái quá tuyệt vời. Ủa lúc đó đã là đăng ký kết hôn chưa ta? Dạ chưa. Là đăng ký kết hôn bao lâu rồi? Từ hồi tháng 11 năm ngoái. Tụi con quen nhau mấy năm thì bắt đầu đi đăng ký kết hôn? Dạ 2 năm. Sao mà lại là đăng ký kết hôn trễ vậy? Cô này cũng ham chơi, cổ kêu là em còn trẻ mà thôi đừng để cho em mang mát là có gì có chồng. Chồng anh mới hỏi, anh mới nói là em, anh nói đi. Sao? Ủa, bộ em tính chơi sao anh bỏ rồi? Bộ em tính chơi sao anh bỏ rồi? Chơi qua đường á, bộ em tính chơi qua đường. Dạ, tái qua bể nhụy tôi xong rồi là em bỏ tôi hay không, gì? Không, thực sự lúc mà con nói con đó xong tự nhiên con thấy nó cũng hơi ngược ngược nhưng mà thấy cũng đúng. Giống như thông điệp của chương trình. Hạnh phúc là lựa chọn, thấy không? Các bạn chọn yêu thương trong những cái giai đoạn mà nó khó khăn, thấy không? Và cuối cùng các bạn cũng đã vượt qua để mà có được hạnh phúc ngày hôm nay. Đó là chọn yêu thương thì chọn hạnh phúc. Lấy nhau xong rồi thì có những điều gì mà mình vỡ òa ra là lúc trước khi lấy mình chưa thấy, và bây giờ lấy nhau rồi thì bắt đầu lòi ra một số cái. Ví dụ như nóng tính, ví dụ như là ghen quá, ví dụ như là bừa bộn. Đó, con nói đi, con giơ tay là tôi thấy anh Trung ảnh cũng hào hồ hởi lắm nha. Anh đang nôn nao chờ đợi cái giây phút này đấy. Cô chú nhìn sạch sẽ đúng không? Yêu xa Không bao giờ tắm. Con nhắc có mấy tắm. Sợ tắm hả? Rất sợ nước luôn. Cứ có cái lý do là anh bật máy lạnh lạnh vậy sao em tắm? Con tắt máy lạnh đi. Gió quạt thổi vậy rồi em bệnh sao? Tắt. Bả lười tắm. Bả lười á. Nhưng mà thực ra là mà nói là cái kiểu mà lừa nhõng nhẽo phải làm bằng cái chiêu trò thì mới ấy được. Rồi tới gì nữa? Cổ giận là cổ im lặng. Tự nhiên hai đứa đang ăn nhà hàng, vừa mới lấy xe máy chở cổ đi vòng đi về tới nhà cái im re. Mà thường là con thấy cái trường hợp này là con thấy là con gây ra cái gì đó thì con vấn đề gì thì bả mới thực sự con là phải đồng ý đó. Đúng rồi. Rồi xong con kêu, ủa em có chuyện gì vậy? Và em hỏi thì bả có trả lời không? Hỏi hoài luôn mà không trả lời. Tới gần 12 giờ đêm cái bà đang ngủ cái con lật bà kêu giờ trả lời không? Không trả lời là không bao giờ ngủ luôn á. Không phải nói không? Anh xin lỗi em đi. Không biết gì luôn. Xong cũng phải xin lỗi em. Ủa mà chuyện gì vậy? Anh làm em buồn cách đây năm ngoái. Anh làm em buồn cách đây năm ngoái. Trời ơi. Cái này nặng. Cái này hơi nặng nha. Năm ngoái anh làm em buồn. Anh lần đầu tiên là trong mà 1000 cặp vợ chồng đến những chương trình này. Trời ơi. Không, để con giải thích cho. Chồng con là ổng là tiếp người mà ổng biết võ mà. Bây giờ mà con lớn tiếng con cãi là ổng chẳng khác nào cũng bị ăn tát rồi. Thì bây giờ cách giận khôn nhất là im lặng. Mà đối với con là mỗi lần mà mình giận là mình sẽ mất khôn và mình sẽ nói những cái lời tổn thương cái người đối diện. Và con không muốn tổn thương mà chứ mình nói tổn thương chồng mình. Thì con im lặng
Khi im lặng thấy ổng khó chịu lắm. Ổng phải kiếm mọi cách để mà ổng làm. Nhưng mà con có, trước khi quen nhau con có nói với chồng con một câu: sau này á, mà anh có em mà có sai gì á, mà anh chỉ cần tát em một phát thôi, anh bảo ngày hôm sau anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Cho nên mấy lần con chọc cho ổng điên á, mà ổng cũng không làm gì hết. Ổng không dám làm gì con được, ổng chỉ cần bạo lực mềm thôi à. Chứ ổng không có dám làm gì mà gọi là vũ phu hết. Nghĩa là dặn mâm sáng chén hay là không đừng giả bộ làm gì cho con. Cái tính của con cũng không có cái kiểu mà thông thôi, chứ còn con không có phải dạng vũ phu mà. Ổng là tiếp người nhẹ nhàng. Thế con nói xấu chồng con luôn cho con nghe coi. Thời điểm đầu á là chồng con ổng rất là nóng tính. Ổng nóng mà ổng cọc á, đôi khi nó: ủa anh ơi, chuyện này đâu sao anh nóng tính với em có làm gì không? Anh nói là anh ở ngoài đi nắng về rồi anh làm công việc anh bị áp lực á, nói chuyện này không có liên quan tới em, bây giờ anh có buồn gì anh hãy chia sẻ với em, anh nói với em. Chứ anh đừng có làm như vậy khiến em buồn, rồi em rời xa anh thì sao. Anh mới nói: em ơi, em để cho anh có thời gian anh thay đổi. Ổng làm cho con á, tức là con chỉ ngay xíu là ổng chăng với con. Tới thời điểm bây giờ là cho dù ổng có làm việc con tèo lên người cũng không sao hết. Giờ là đã thay đổi rồi. Con có mong muốn Trung thay đổi điều gì không? Dạ không, tại vì con thấy từ khi quen con tới thời điểm bây giờ á là anh thay đổi rất là nhiều vì con rồi. Từ tính cách, rồi nhiều khi con ổng ngủ ngáy rất là to nhưng mà ổng ngủ ngáy luôn luôn, ổng đợi con ngủ trước á rồi ổng mới ngủ. Đó, nhiều khi thấy thương lắm. Bây giờ cô thấy vậy, tụi con á hiện giờ là có một cái vấn đề như vậy, cái giận của con giống như nãy Trung nói á, cái cách giận đó đó, cái không khí đó nó nặng nề khủng khiếp lắm. Theo cô thì là khi đã là vợ chồng với nhau rồi á, có cái gì mình cứ nói ra, mình không có giận mà không bắt chồng tự gọi là tự đoán ý nữa, mệt lắm con. Tại vì áp lực công việc ngoài nó quá nhiều rồi à, cho nên là riêng cái đó thì con thay đổi đi. Dạ nhé. Rồi cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ cảm ơn chú. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là nước súc miệng ion muối, là sự kết hợp giữa nước ion kiềm và muối biển sâu và khoáng chất giúp vệ sinh, làm sạch các vi khuẩn gây hại cho dòng họng và khoang miệng, ngăn ngừa các bệnh về hô hấp, bảo vệ răng chắc khỏe và hơi thở thơm mát. Dung dịch vệ sinh mũi ion muối với các thành phần chính từ nước ion kiềm, muối biển sâu và khoáng chất và tinh dầu bạc hà tự nhiên, giúp vệ sinh mũi, ngăn ngừa vi khuẩn, đồng thời kháng khuẩn, kháng viêm, giảm nhanh các tình trạng ngứa mũi, sổ mũi, đau rát, sưng đỏ, mang lại cảm giác dễ chịu ngay sau khi sử dụng. Và món quà thứ hai đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và món quà thứ ba đó chính là sữa lớp Úc, được sản xuất từ nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu, bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Sữa tươi từ 100% bò ăn cỏ chăn thả tự nhiên, hoàn toàn không pha lại từ sữa bột, công thức ít béo, dinh dưỡng chuẩn quốc tế, giá sữa nội. Và món quà thứ tư đó chính là trọn bộ son môi Zurica Nhật Bản đến từ Love Shopping. Bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý, các bạn đâu lưng lại nhau nè, và nghe kỹ câu hỏi nha. Tủ lạnh nhà bạn hiểu gì? Đó, mời vợ chồng anh An quay ra. Tủ lạnh nhà anh An hiểu gì? Hiểu LG. Đúng rồi. Bé Trung tủ lạnh hiểu gì? LG. Hai cánh LG luôn. Hai cánh hay luôn quá. Hay quá. Mời hai anh chồng bước lên một bước. Quảnh tù xây. Rồi đúng rồi. Vợ chồng anh An sẽ được ưu tiên chọn. Chọn trước. Chọn màu nào? Em thích màu hồng. Hai vợ chồng Trung em thích màu vàng gì? Màu vàng. Màu vàng. Bây giờ Quốc Thượng với chị Vân sẽ mở trước nha. Các cặp vợ chồng khoan mở. Mời chị Vân lên. And rồi. Rồi. Mời hai cặp mở lên. Mở. And wow. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng vợ chồng Trung đã nhận được một phần quà, đó chính là nước súc miệng y ong muối. Và chúc mừng hai vợ chồng của anh An và chị Mỹ Hảo đã nhận được phần quà, đó chính là sữa lớp Úc, được sản xuất từ nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu. Chúc mừng hai cặp vợ chồng đã mang về những phần quà thật là ý nghĩa khi đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình thì Quốc Thượng thay mặt chương trình xin cảm ơn nhà đồng hành cùng với chương trình Sửa Lớp với thông điệp hạnh phúc là lựa chọn, chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương trình Vợ Chồng Son với phiên bản lớp hạnh phúc là lựa chọn vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Mời đi. Kinh. Chào MC, chào anh Đức Thuận và chị Vân. Mời. Em ngồi đi. Rồi, Quốc Thuận xin cảm ơn hai vợ chồng đã tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Em giới thiệu trước đi ạ. Ok. Em Trần Bình Nguyên, 39 tuổi. Công việc kinh doanh của em kinh doanh tự do. Nguyên có bị run không? Dạ, cũng hơi hồi hộp. Không có gì hồi hộp hết á. Nhưng em mà... cứ việc ăn to nói đúng. Lớn cho chị, đúng dạ. không? Dạ. Rồi là em... hồi nãy ngồi dưới nghe anh Mạc Văn Khoa nói chuyện cười quá cười mà. Vâng. Cho nên không có gì phải hồi hộp cả. Dạ. Bây giờ mình giới thiệu lại một lần nữa anh Nguyên. Em nói to lên. Hai nói dạ. to lên. Rồi, hai ba. Em tên Trần Bình Nguyên, 39 tuổi ạ. Hiện tại công việc em làm bên kinh doanh. Kinh doanh tại nhà hay là mình kinh doanh cho em, mình buôn bán cho ai? Kinh doanh tự do là bên cái bất động sản ạ. Em mua vào bán ra. Đó, trúng dữ lắm nha. Dạ. Không, em mấy hôm nay ở cái thời điểm này nè, nhà cửa ok không? Dạ, cũng được. Cũng được phải không? Dạ. Chúng gặp riêng nha. Dạ. Đúng rồi, gặp riêng. Chị cũng cần... tư vấn. Không, chị cần bán. Dạ, có gì ấy. Em hỗ trợ cho. Rồi, xin mời vợ của Nguyên. Dạ, em xin chào Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Thoa, nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với chăm con. Nhưng mà Thoa nó nhỏ quá đó. Thoa mạnh dạn, Thoa giống như là chị em mình đang ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Thoa cứ nói lớn hết cỡ rồi. Cho chị. Dạ. Nói lớn lên. Rồi. Em mời chào. Thoa. Dạ, em chào anh Quốc Thuận. Đúng em chào rồi. Chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Thị Thoa. Hôm nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với ở nhà chăm con ạ. Vậy hả? Sướng dạ. ha? Không phải đi làm gì luôn, chồng nuôi hả? Dạ. Trời ơi, sướng ghê. Nhưng mà trước đây có làm đâu không? Dạ, trước kia thì em làm công ty ạ. Trước khi gặp chồng em thì em làm công ty. Dạ. Xong rồi từ ngày theo ổng xong là ở nhà nấu cơm cho ổng ăn. Ổng không cho đi làm luôn hả hay sao? Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có công việc để làm, với lại em còn em bé nhỏ nên là ở nhà chăm con phụ. Em bé mới sinh hả Thoa? Dạ, con em được 2 tuổi rồi ạ. 2 tuổi. Sắp tới là em chắc em cũng kinh doanh bên spa đấy ạ. Đang học ạ. Rồi, chúc mừng nha. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho Quốc Thượng nghe với chị Vân được biết cái mối tình của các bạn. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó. Dạ thì ngày hôm đó thì em đang thất nghiệp. Nên là em ở nhà lên một cái chương, lên một cái Google mà có cái chương trình mà tham gia những cái người mà họ trong nhóm tìm kiếm qua mạng á. Rồi em đăng ký cái hồ sơ em trên đó. Thì mấy năm, cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ, năm đó là năm 2019 ạ. Ủa, mới đây à, 3 năm? 2019 ạ. Thì sau đó thì rất là nhiều người gọi cho em, nhưng mà chồng em là người gọi cuối cùng. Thì nhiều người gọi nhưng mà em không có đi gặp mặt. Các em cũng không có liên lạc, nói chung là em nghe qua điện thoại thôi, nhưng mà em không có cho cơ hội để gặp. Dạ, thì rất là nhiều người gọi và em cảm thấy nó phiền phức. Nên là em tính là đang lấy cái, em đang rút cái hồ sơ đó xuống. Nhưng mà cái thời lúc đó thì chồng em là người gọi cuối cùng ấy. Nên là anh cũng không có nói qua là anh tìm em ở trên cái chương trình đó. Nhưng mà anh chỉ là bảo là anh muốn xin việc ở công ty, anh cần sự giúp đỡ ở em.
Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Khổ nhục kế đó em. Dạ em mua kế đó à. Có chiêu có mua kế hết đó em. Không, ơi. Nhưng mà anh đang muốn hỏi, anh đang chưa hiểu là tại sao em lại cho một ân huệ cho một cái người cuối cùng mà em tiếp chuyện với dạ không, cái lúc đó thì nhiều người gọi, họ bảo là họ tìm thấy cái số điện thoại em ở trên đó. Thì em cảm thấy là em cũng không, lúc đó em cũng không có muốn gặp hoặc là thông qua cái chương trình đó. Mà chồng em thì là không có nói là anh tìm thấy ở trên đó. Chồng em chỉ là bảo là anh cần sự giúp đỡ, dạ, chở che, cần sự giúp đỡ cần để đó, khổ nhục công kế là như vậy đó. Dạ. Xin vô công ty để làm. Ông chồng này đâu có hai ba cái nick lận. Để hỏi đi, hỏi bạn này coi coi như là bạn xài cái chiêu đó là bạn cố tình hay là bạn thực sự bạn muốn đi xin việc. Tức là em hiện hồi đó em cua vợ em là hiện tại cái công việc của em cũng như bây giờ. Em đi xe hơi rồi em liên lạc cái điện thoại. Nhưng mà giả danh là em cũng không nói là đi xe hơi, nhà lầu, xe hơi gì hết. Em chỉ điện thoại là biết bạn làm công ty. Thì em bảo anh đang thất nghiệp, anh có bộ hồ sơ, có gì em làm công ty nào hỏi bên đấy có tuyển người giúp anh cái. Đấy cái mục đích của em là em chỉ mong gặp mặt thôi. Cái em xài chiêu mà đúng không? Dạ. Đó. Hay quá. Đấy. Vậy mà em đoán có thể ông chồng ổng nhiều nick, coi như là ổng vô ổng cũng cua, cũng tham gia vào trong cái chương trình đó và nhắn tin cua mấy lần mà cô này từ chối, cho nên mới chơi một cái chiêu cuối là đi xin việc. Không, không có đâu. Trời ơi, không, chiêu đó là tức là thường á, phụ nữ á, là cái bản năng làm mẹ, cái bản năng mà chở che đó cho những người yếu thế nó nhiều lắm. Cho nên ví dụ giờ em lúc nào em tỏ ra là em bảo vệ chị là chị lại không ấy, nhưng mà lúc nào em cũng yếu ớt, em cũng chị Vân ơi em thế này nọ, là coi như cái gì cũng dồn hết cho em. Phải không chị? Thiệt luôn. Gì luôn hả? Đúng không cưng? Đúng không? Ủa nhưng mà nó nghe nè, Nguyên ơi, khi mà vậy thì á, em có nhìn thấy hình ảnh của Thoa trên cái chương trình đó hay không? Em có kiểm tra rồi nhìn thấy hình ảnh hết rồi em là đã thích rồi đúng không? Dạ. Ấn tượng đấy, với ngoài hình thích ngay luôn. Nhìn xong mới dùng chiêu đúng không? Dạ. Sau đó như thế nào? Thoa có bố trí sắp xếp gặp ảnh không? Dạ không ạ, cái thời gian đó thì anh có gọi điện rủ đi uống trà sữa nhưng mà em không đồng ý ạ. Thì em nghe qua cái giọng nói là ở Thanh Hóa là em không có thích lúc đó. Dạ thì em chỉ thích những giọng nói miền Nam hoặc là miền Trung như em thôi. Dạ thì lúc đó em không, anh xin là qua để mà mua cái ly trà sữa đem qua để mục đích là gặp em thôi nhưng mà em từ chối ạ. Em không, cứ đến chủ nhật là anh biết em là nghỉ, hôm đó là nghỉ là anh cứ gọi điện rủ đi uống cà phê nhưng mà sáng thì em cũng tìm mọi lý do để từ chối ạ. Nên là em không có gặp trong không chắc là tầm hơn một tháng đấy ạ. Chỉ là nhắn tin rồi liên lạc vậy thôi chứ em cũng không cho gặp. Chưa cho gặp luôn. Dạ. Rồi bằng cách nào mà em gặp được bạn này? Đúng rồi. Trong cái trò chuyện nhắn tin qua lại á, em còn kể cái tình trạng của em, cái sự tình của em năm nay em phải lấy vợ, qua năm là không có được nên em sẽ suy nghĩ cách gì nhanh nhất có thể được gặp cô ấy, đủ thứ lý do. Rồi hôm nhân tiện là anh chị có hai chị gái với mấy cháu vào chơi á, em nói đi, bảo anh có mấy hộp quà gửi về cho các cháu và ba. Em mua mấy hộp yến thì bảo đồ ở đây, địa chỉ ở đâu để anh chạy qua anh gửi cái rồi về anh còn lo việc làm đám giỗ cho ba em á. Sau không biết sao cô mở lòng thương hay sao á, rồi cô cho cái địa chỉ rồi em chạy tới. Em ngồi khoảng 15-20 phút thì trò chuyện với anh chị với mấy cháu rồi với Thoa cái nhà em biết. Biết rồi em để hộp quà đấy rồi em chào mọi người thì em về. Đấy, hôm đấy từ hôm đấy bắt đầu thân nhau rồi. Cô ấy cởi mở hơn đúng không? Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, em thấy ảnh sao Thoa? Dạ cái thời điểm đấy thì em gặp anh là thấy chưa có ấn tượng gì, gọi là anh lúc đó thì người đàn ông mà sao mà gầy lắm. Nói chung là cái thời điểm đó anh gầy lắm, gầy. Rồi chỉ là ấn tượng nhất là cách nói chuyện với lại cái gọi là nhìn anh cũng có vẻ tử tế, người là thuộc người tử tế. Dạ nhưng mà với lúc đó thì em cũng chưa có ấn tượng đâu, nhìn anh gầy lắm chứ không phải như bây giờ. Còn Nguyên thì sao, gặp ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Ban đầu gặp em cảm
qua hình ảnh thì nó khác rồi. Gặp thực tế nữa, em mới nhìn từ đầu đến chân, nhìn vòng nào ra vòng đấy, nhìn ngon quá. Thẳng lặng ngoài đời, ngoài đời là còn ngon hơn trong hình nữa, dạ. Đúng không? Là về là cái thao thức luôn đúng không? Dạ. Là quyết định là phải tấn công. Dạ. Đó, và sau đó bao lâu mới là chính thức quen nhau? Em mất bao nhiêu hộp yến nữa? Mất thêm 2 hộp nữa. Ủa, có 2 hộp à? Rồi sao nè? Sau ấy rủ cô ấy đi chơi, buổi tối là rủ đi chờ cô đi làm, cô đi làm công nhân ở công ty á, em chờ đi làm về rồi em rủ xuống thành phố mới ở Bình Dương, đi ra công viên rồi đi ăn uống rồi đi chơi ở đấy, tạo cái tình thế cho có hai đứa mà quanh quanh nó cũng có người nhưng mà nó không có đông, cảm tạo cái không gian lãng mạn hai đứa ở công viên ấy, rồi em nắm tay xong em bảo anh thích cổng em, em muốn được cổng cô ấy, xong rồi em cổng cô ấy. Ủa, lãng mạn quá. Cho cổng luôn, dạ. Em cho cổng luôn. Dạ, lúc đó thì anh bảo là anh cổng thử là cổng được hay không, tại vì lúc đó anh gầy hơn em ạ. Nhưng mà cổng đi xa không? Dạ không, chỉ có cổng lên thả xuống thôi ạ. Là cổng dụ á, dụ là cổng không, cổng xem không là có cổng nổi hay không. Đó rồi. Chú này là chú xài chiêu rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, đó là cổng. Rồi bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Hôm đấy là cổng đi rồi đi dạo. Em chỉ hôn lên tóc rồi. Không hôn lên tóc chứ hôn lên má. Hôn lên tóc thôi chứ không có dám vào kia. Bao lâu thì mới sử dụng cái chiêu trò gì đó để mà được hôn môi cô ấy? Khoảng 10 ngày sau, em dẫn tới nhà em rồi. Hôm đấy mẹ lại đi chơi xa, có mình em ở nhà, em dẫn cô ấy sang nhà, sang nhà xong rồi em dẫn lên sân thượng, ở cái sân thượng thì nó mát lắm, mát cây cối tầm đấy, nhân cái dịp đấy em hôn cô, rồi cái gì tới thì tới là tới luôn á, nhưng mà đó luôn, dạ. Nhưng mà lúc đó là em đã thích mặt này chưa? Dạ thì lúc đó cũng hơi ạ. Hơi thích nên là em cũng đồng ý về, luôn về để xem tình hình thế nào. Dạ. Mà tình hình gia đình anh sao? Dạ lúc đó thì về thì chỉ có anh với mẹ anh là ở trong nhà đó thôi. Mà lúc đó thì không có mẹ ở nhà. Chỉ có mỗi mình anh thôi. Dạ, mà là... trước đó là giả bộ nói với em là dắt về để gặp mẹ đúng không? Dạ không. Chỉ là có nói là nhà không có ai ở nhà không? Dạ không, chỉ là bảo là qua nhà anh chơi. Đó, qua nhà anh chơi thì trong đầu em nghĩ là phải qua để gặp mẹ đúng không? Thế nào cũng có người đúng không? Dạ. Lại chiêu nữa đó. Nhưng mà là nguyên là bữa đó là cố tình xài chiêu trò để mà mời cô ấy qua nhưng mà đó. Biết chắc là mẹ đã đi rồi. Dạ. Đúng rồi, mẹ đi rồi đi mời qua. Mà đã vậy còn mời lên sân thượng. Đó. Vừa mát mẻ, chiêu vừa cây cối um tùm. Đó. Nhưng mà đây có phải là người yêu đầu tiên của Nguyên không? Không ạ. Thứ ba. Thứ ba. Hèn gì chú có nhiều mưu, nhiều mưu kế. Còn Nguyên, còn Hoa thì chắc Nguyên là mối tình đầu hay sao? Dạ không ạ. Em cũng, anh cũng là người, nói chung là thích thì cũng có thích vài người nhưng mà quen lâu thì chỉ có một người và anh là người thứ hai. Nhưng mà Nguyên thì sao? Có nghĩa là lúc mà quen Thoa đó thì cái tình trạng của em là như thế nào? Đó, tình trạng của em, hoàn cảnh của em nó phức tạp lắm. Ồ, phức tạp. Dạ. Là sao? Em xảy ra một lần hôn nhân rồi, có cả con nữa, có cả cu rồi. Bây giờ em vẫn lo cho con. Thì nói chung là trải qua một đời vợ, Thoa lấy em bị thiệt thòi nhiều lắm. Tức là sau này Thoa mới biết, hay là cái ngày mà dẫn Thoa tới nhà, mà cái ngày mà dẫn lên sân thượng đó. Dạ. Trước khi xảy ra cái chuyện đấy, em nói với Thoa. Rồi. Thoa nói, thậm chí cái nhà cái cửa đấy em còn nói với Thoa là cái xe là xe của anh. Nhưng mà anh đang còn nợ ngân hàng mấy trăm lận. Còn nhà là em nói là của bà chị bên nước ngoài. Chỉ cho anh ở thuê, ở nhờ thôi để trông coi, chứ không phải nhà của anh. Thì khi đấy Thoa mới nói là em không cần gì cả. Chỉ cần gần anh, phải có anh là được. Em mới cảm động, xong rồi mới bắt đầu tiến hành sâu hơn. Như em không có cái kia. Dạ.
Nhưng mà cái việc mà em hoàn cảnh của Nguyên á là có vợ có con con riêng rồi đó thì bên gia đình của Thoa thì bao lâu thì mới biết được cái việc đó, và khi biết thì có cản không? Dạ thì lúc em quen anh thì nói chung là em không cho ai biết hết. Dạ hai vợ chồng em giấu giấu bên gia đình em, tại vì nói chung là cả một cái dòng họ của em là không có ai mà kết hôn gọi là người ấy sau đấy ạ, nên là em giấu. Em giấu đến khi mà nhà đến khi gần đám cưới ạ, gần đám cưới là nhà mới bảo là làm giấy đăng ký kết hôn ở ngoài quê đó, cho nên là em mới bảo thôi để vào đó đăng ký kết hôn, thì mọi người mới bảo là thấy có một cái gì đó giấu họ, nên là họ mới hỏi ra, thì em cũng nói luôn là anh là như vậy. Mọi người cũng bảo là thôi thì cũng không sao. Có sao đâu, vấn đề đó bây giờ. Nhưng mà cháu là ở ở đây hay là ở ở ngoài ngoài Bắc? Cháu ở đây ạ. Ở đây. Ở với Nguyên. À cháu thì ở với mẹ. Ở với mẹ chứ, nhưng mà ở ở chung gần, ở trong 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 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở Dĩ An. À Dĩ An. Giáp với thành phố. Rồi, coi như là tính từ cái ngày mà ở trên sân thượng đó. Trên sân thượng mà mẹ đi vắng nhà đó. Và có nụ hôn đầu tiên, và chuyện gì tới nó cũng tới luôn. Là tính là cái ngày đó luôn đúng không? Rồi sau đó rồi có về thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, có về sống chung với ảnh không? Dạ thì sau cái thời gian đó thì anh có đưa em về quê em để mà ra mắt anh chị ba mẹ ở ngoài quê. Dạ thì sau đó thì mọi người cũng đồng ý, bảo là rồi xem ngày để mà tiến tới hôn nhân. Thì đã định ngày rồi, nên là anh bảo là thôi về sống với anh rồi đỡ phải chi phí này kia. Thì đã định ngày rồi, nên là em cũng dọn về sống chung với anh là chắc tầm khoảng 3 tháng là tụi em tổ chức đám cưới. 2019 tới giờ đó. Là như vậy là cưới cũng chắc được 2 năm. Hai năm, ba tháng. Ừ, 2 năm, 5 tháng. Nhưng mà về 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 gia đình bên vợ, thấy gia đình bên vợ có dễ gần không, có mọi mình người... có dễ hòa nhập không Nguyên, hoặc là trước khi về chú có tính một cái chiêu trò gì đó để về bên vợ không, có lập mưu tính khi kế về không? Là em muốn biết mọi người ở bên gia đình vợ họ như thế nào, hay là vợ mình có cái tại sao cũng lớn tuổi rồi mà gia đình hay có con cái gì hay không. Là cái đấy là em mong muốn về để em chắc tính chắc chắn cái vấn đề sau này lấy vợ. Về ngoài đấy em lại cho em cái cảm giác nó tuyệt vời lắm. Anh chị hay là bố mọi người lành với hòa đồng lắm. Quê ở đâu? Ở đâu? Ở Phú Yên chị. Phú Yên là giáp với Bình Định. Mọi người chịu thương chịu khó lắm. Ngoài đấy cái khí hậu nó miền mát Trung. Tình cảm gia đình nữa. Về đấy có cái gì là đãi rẻ tương lai hết ạ. Và đây là quyết định là cưới luôn. Vâng. Thế tốt rồi. Như vậy là lấy nhau được 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Thằng cu thì được 2. Bé gái được 2 tuổi. Được 2 tuổi. Ôi. Vậy là em là nếp tẻ có đủ rồi đó đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là đám cưới sớm như vậy là có khi nào bác sĩ báo cưới không? Không ạ. Là để dành đúng không? Dạ. Để dành cho sau này cưới rồi mới tính tới cái chuyện có con. Đúng chưa? Vâng. Rồi. Thế còn thế hai đứa về sống với nhau thế có anh ấy có nhiều tật xấu không? Dạ thì tật xấu nói chung thì anh cũng là người chững chạc rồi cũng thành đạt mọi thứ cũng hoàn hảo. Nhưng chỉ có mọi cái là nghiện hút thuốc lào đấy ạ. Hút thuốc lào mãi thôi. Giống Bằng Kiều. Bằng Kiều tới bây giờ cũng không thể nào bỏ được điếu thuốc lào. Ủa Bằng Kiều chắc trong rương là bao giờ cũng có cái điếu cày. Trời ơi. Sáng là hút thuốc, ngủ dậy là đi hút thuốc liền. Nhưng mà hút thuốc là né con rồi đúng không? Dạ. Đi xa. Dạ. Em phải ra ngoài. Rồi. Ủa nhưng mà nghiện thuốc lào có gọi là thật xấu không ta? Không, đâu có gì đâu tật xấu. Tại em hứa bỏ rồi. Hứa bỏ chưa? Vợ không thích thuốc lào, nó hôi ạ. Chỉ có cái là đó nó cái thuốc lào nó hôi hơn thuốc lá. Nhưng mà bây giờ là đã bớt chưa? Hay là bỏ luôn chưa Nguyên?
chỉ là sáng em hút xong cái rồi chiều về em hút cái xong thôi ạ. Tức là ngày rít hai hơi đúng không? Dạ. Đấy, đấy là rít hai hơi thuốc lào còn thuốc điếu nữa. Thuốc điếu rồi đi làm công việc bình thường với bạn bè thì em có uống cà phê rồi uống thuốc. Còn đặc biệt nào? Anh ngủ hay nghiến răng nữa. Nghiến răng chả phải tật xấu, cái đấy là không cái biết. Nói chung là chồng thì cũng không có nhiều tật xấu đâu ạ. Có siêng không, có phụ vợ ở công việc nhà dạ không? Không đấy là tật xấu gì nữa, có gia trưởng không? Dạ chồng thì không gia trưởng ạ, nhưng mà con cái là không phụ vợ. Chỉ có về nhà để điện về chăm con thì mở điện thoại lên cho con ngồi xem vậy đó, rồi cha cũng ngồi bấm điện thoại rồi cũng chơi game, nghiện game nữa. Ôi nguy hiểm chơi quá. Game dạ. Còn vợ tự làm bếp núc làm gì làm, không có phụ vợ. Đấy, cái đó là gia trưởng đó, không phụ vợ việc nhà là gia trưởng. Không phụ đó. Nhưng mà cũng không có nói nặng ạ. Chứ đâu phải là nói nặng hoặc là bắt vợ làm này làm kia mới là gia trưởng đâu. Khoan xíu nha. Con em mới 2 tuổi thôi hả? Dạ. 2 tuổi mà Nguyên đã cho tiếp xúc với điện thoại, với máy tính bảng là nó nguy hiểm lắm nha. Dạ, nó rất là dễ những cái bệnh dễ mắc phải những cái bệnh về mắt. Dạ. Ha, nên hạn chế lại. Dạ. Hạn chế lại đi em. Cái đó em hạn chế lắm. Rồi. Em nói không, hạn chế ha, đừng cho coi luôn. Vâng. Ha. Rồi còn gì nữa nè? Có hay nhậu không? Dạ có. Anh đi làm thì sáng anh đi làm tới trưa, có khi nghiện pizza nữa. Thế thì nghiện pizza đánh từ sáng tới chiều, điện về ăn cơm không về ạ. Tối thì lại đi nhậu. Thế có lúc nào nhậu mà cũng không nhận ra vợ mình không? Dạ không. Xỉn tới cái mức mà không nhận ra vợ luôn. Dạ có không? Dạ không. Anh không. Thì không uống tới cái mức mà xỉn là không nhận ra vợ đâu. Nhưng mà chỉ có hơi xỉn là về nhà ối rồi vậy thôi, chứ còn không có xong. Cái lần nào mà chồng em nhậu mà em bực mình nhất, giận nhất luôn á, là chỉ có nhậu xong rồi về kiểu như là ối rồi nằm khó chịu mông lên chị. Dạ chổng mông lên rồi nằm mất đi ối rồi vậy á. Lúc đó em khó chịu lắm đúng không? Dạ ghét khó lắm chịu đúng không? Với lại điện không nghe máy nữa là hơi bực bội. Đó tật xấu đó. Điện mà không nghe máy là giờ mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn sẵn đang nóng hổi là mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ thì sẵn chương trình đây thì em cũng mong là chồng bớt nhậu. Dạ. Với lại bớt chơi bia lại, về không có việc thì về nhà với vợ con, phụ vợ chăm con, giữ con cho vợ, nấu ăn dọn việc nhà. Nghe Nguyên. Dạ. Dễ mà đúng không? Vâng. Bây giờ mình bớt từ từ đi. Dạ. Bây giờ kêu cắt ngang cái cũng khó lắm. Bớt từ từ, bớt từ từ là xong. Rồi bây giờ tới Nguyên đó. Dạ. Anh thấy Thoa hiền quá à. Hiền dễ sao hiền quá. Hai vợ chồng quen nhau gần 3 năm rồi mà hợp nhau lắm ạ. Chưa bao giờ cãi lộn nhau cái gì cả. Thế vợ em có ghen không? Vợ em thì ghen thì chúa ghen luôn. Chúa ghen đấy. Ghen là tật xấu rồi đấy. Đấy. Nhưng mà cái quan hệ bạn bè hay là làm ăn của em thì em không bao giờ có cái chuyện trai gái hay này. Thế ghen với ai? Chỉ ghen với khách hàng nữ hoặc là bạn bè nữ, trò chuyện sâu một tí về cái vấn đề khác là vợ không thích thì biết. Nhắn tin là coi như là chắc cô ấy có đọc đúng không? Thì nhắn tin cũng không có gì quá hết. Thế có ghen với chị cả không? Có ghen với chị cả không? Cũng có. Ủa nhưng mà mỗi lần quen với vợ cũ như vậy á thì Nguyên có cảm thấy khó chịu không? Không, em hiểu cô, hiểu bà xã như thế nào. Về cái vấn đề của em và người cũ nó. Nhưng mà sao em lại ghen với chị cả? Cái vấn đề cô ấy lại nhờ em mua cái bất động sản. Tức là không muốn dính dáng gì tới về vợ cũ vấn đề đấy. Chỉ có con thì sao cũng được. Về cái ngoài cái vấn đề con thì không có được cái gì cả. Em cũng có nói là về vấn đề con anh thì sao cũng được, anh làm như thế nào cũng được, miễn là anh sống có trách nhiệm với con là được, nhưng mà đừng có quay lại theo kiểu mà mua bán chung rồi đi qua đi lại trao đổi với nhau nhiều là em không thích. Thế đó là em có nói với chồng em như vậy. Tất cả các bà vợ đều như vậy hết. Dạ. Nếu mà ai trong hoàn cảnh như em thì cũng chắc là cũng hiểu như vậy. Đúng rồi. Như vậy là hợp lệ đúng không chị? Hợp lệ. Hợp lệ. Hợp lệ. Có nghĩa là vợ ghen hợp lệ. Dạ. Ủa nếu dụ mà một cái mối quan hệ mà chỉ là trao đổi về mua bán rồi
về kinh doanh, ví dụ như nhờ mua một miếng đất thì cũng không được đúng không? Không phải, chị nói em nghe, tại vì thực ra mình muốn mua miếng đất đó thì rất nhiều đối tác, đối tượng khác mà mình có thể mua. Không nhất thiết là phải chỉ duy nhất là anh này. Đúng rồi. Hiểu không? Tại vì thực ra là nó sẽ rất phức tạp. Tại vì trong, thì em mua bán rồi em cũng biết đó. Phải gặp gỡ, phải trao đổi, phải đủ thứ trên đời hết trơn. Và gặp nhiều quá thì nó lại phát sinh nhiều thứ. Đúng rồi, cái người vợ người ta đâu có yên tâm. Thật ra anh cố tình anh hỏi như vậy để chị Vân nói. Để cho cả hai đều hiểu được cái vấn đề nằm ở chỗ nào. Đúng rồi. Nghe. Rồi. À, còn những tật xấu gì nữa không? Có những cái tật mà giống như là vợ anh Mạc Văn Khoa đó là thích đi mua sắm online không? Dạ, vợ em thì cũng hay mua ở trên đấy. Nhưng mà có lần bị lừa mất tiền. Bị lừa luôn á. Là tiền thì em không có sao cả. Nhưng mà để cái tình trạng nó lừa đảo trên cái mạng xã hội. Để mình chuyển khoản trước. Em chỉ dặn vậy, không có được cái chuyển khoản trước. Mình kiểm tra hàng hóa hay sao rồi như thế nào tới đây thì mình mới trả tiền. Lừa tiền xong còn lừa hàng nữa cơ. Nhiều lắm chị ơi. Hàng là một kiểu mà tới giao hàng lại là một kiểu khác nữa. Trời ơi, nó không có giống nhau á. Dạ. Nạn nhân đi. May mắn cho chị là chị không có mua, mà chị cần mua là chị nhờ. Mua cái gì cũng được, mà em sao cũng được cái gì cũng được. Anh phải hố tới cái món thứ ba là gần hơn 10 triệu thì anh mới ngộ ra vấn đề. Dạ. Tức là anh bây giờ là anh không mua nữa, mà anh chỉ khuyên là nên mua những cái trang nào mà coi như là có thương hiệu. Dạ. Những cái trang uy tín đó. Có bình luận đấy chưa? Còn những cái trang mà trời ơi, nó đưa những hình đẹp ơi đẹp như đó mà không biết thương hiệu, vô đúc đầu vô mua là dính liền. Dạ. Mà nhất là chuyển khoản trước. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì tuyệt vời rồi. Chỉ có bớt mua sắm, hay là không phải bớt mua sắm, lựa chọn kỹ để mua là được. Em chỉ mong muốn là vợ, cái công việc thì vợ không phải suy nghĩ, vợ em đau đầu nhiều về cái vấn đề công việc rồi lo kiếm tiền ấy. Em không muốn cái đấy, thì chỉ muốn vợ lo cho con cái, gia đình, nhà cửa, nhà em có nhà trọ nữa. Trọ cho thuê hả? Dạ. Ồ, quá ngon luôn á. Trông coi quản lý ở đấy thì học cái gì cũng được, bây giờ đang học spa. Mốt làm spa, mở ở nhà hay là em thuê ở đâu làm cái này được. Miễn sao theo ý vợ, sở thích của vợ được. Không, chị thấy là vợ em có cái mong muốn là có công việc, chị thấy nó hoàn toàn chính đáng. Bởi vì cái người phụ nữ mà người ta cứ ở nhà, mà người ta có khả năng nhưng mà người ta lại không được phát huy khả năng của mình, người ta khó chịu lắm. Em hiểu cái đấy. Đúng không? Thành ra là cứ để vợ em đi làm. Thế còn em nói tóm lại là em trong cái chuyện của tụi em nó chỉ có hơi một vấn đề chút xíu sẽ dễ làm nảy sinh những cái mà không hiểu nhau của vợ chồng, đó là cháu bé là cháu trai đúng không? Cháu trai con của chồng á, thì thực ra là mình mở lòng hơn một chút xíu nữa về đứa nhỏ đó. Đó, tại vì mình thương ảnh bao nhiêu thì mình thương cái đứa con của ảnh bấy nhiêu. Sau này chị nói em nghe, mấy đứa nít nó ngộ lắm, mình thương nó như thế nào nó sẽ thương lại mình như vậy. Còn về phần em á, vì vấn đề đó là vấn đề rất là tế nhị, cho nên rằng á, là riêng với con, đúng là vợ em chính xác, riêng với con sao cũng được. Em có thể đón con về để đi chơi chung với lại bé nhà mình. Rồi hai vợ chồng dắt bé đó với lại bé con nhà mình cho anh em nó thân nhau á, là rất tốt. Nhưng mà riêng với vợ cũ thì thôi, mình gọi là bớt đi được cái gì thì mình nên bớt. Bớt hoàn toàn, tại vì cô đó rồi cô sẽ có cuộc sống riêng của cổ. Rồi sau này chồng của cổ cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như vậy, có nghĩa là người ta cũng không thích là cổ liên lạc với em. Thành ra là cố gắng làm sao để mà cho anh em vậy là em nên để cho hai anh em nó yêu thương nhau. Bởi vì bố thì không bỏ con được đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thế thì cái hay cái khôn của mình là mình phải coi con của ảnh giống như là con của mình, và anh em tụi nó phải yêu thương nhau. Nha. Xin cảm ơn Nguyên với Thoa đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Sao Thoa có muốn nói gì không? Muốn nói gì với chồng? Với chồng không? Dạ, nói chung là chồng em là nói chung là trong mắt em và anh hoàn hảo lắm ạ. Không có những cái điểm này em vừa nêu là mong anh thay đổi thôi ạ. Nguyên đó có nói gì với vợ không? Nắm tay cái nào? Em gặp bà xã của em không biết nói gì hơn. Em thực sự
cảm thấy nó sao sao mãn nguyện hay là như thế nào. Người vợ của mình tuyệt vời như vậy, em cũng không nghĩ rằng quá mãn gặp nguyện được người như vậy. Em không biết nói gì hơn, em lại thầm cảm ơn gia đình bên ngoài. Thì em có thể làm được cái gì ở ngoài đấy, em sẽ cố gắng được nữa. Thì cảm ơn em. Đấy, lãng mạn quá. Đã sinh cho anh bé gái. Để mong mà xả. Hứa với em là năm tới là sinh cho em thêm đứa nữa. Đàn trai nữa ạ. Gái hay trai? Anh nghĩ là sẽ được thôi. Dạ. Nghe. Tôi rồi. Thì sẵn đây anh thượng chúc thôi, luôn anh đi chúc ạ. Trước luôn nè, không phải 5 năm nữa. Mà là cái năm qua nào? Năm. Qua năm. Cái năm bạn nào? Ấy đang mong năm là tới. Qua năm sau. Ừ. Qua năm, năm chứ phải 5 qua năm. Qua năm, qua năm. Năm tới 5 năm không? Không, qua năm. Thôi vậy chúc luôn đi. Trời ơi, mắt mồm mắt mỏ nè. Ừ. Rồi chúc cho hai vợ chồng Nguyên với Thoa nghe. Rồi sẽ thương nhau thật nhiều. Ha, sẽ hiểu nhau thật nhiều đó, và tất cả đều là một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười, trong đó có các con của các em nha, và các con chung nha, và các con bé trai luôn đó, tất cả đều là anh em. Thì chúc cho các em là trong năm nay nói luôn đi, đúng rồi, năm nay bác sĩ báo tin vui và qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Thoa và Nguyên nghe. Dạ em xin cảm ơn. Rồi em cảm ơn anh chị. Nhớ có là báo tin vui cho chương trình biết nha. Dạ em rồi. Cảm ơn tụi em nha. Dạ em cảm ơn anh chị. Cảm ơn chương trình.